Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng sống mãi trong lòng dân. Đất trời chứng giám gương trung liệt, câu nói ngàn năm lưu sử xanh. Đất này chưa hết cỏ non thì người Nam quyết vẫn còn đánh Tây. Các bạn thân mến, ngay sau khi nổ súng xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã vấp phải sự phản kháng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhất là giai đoạn nửa sau thế kỷ 19. Trong đó, Nguyễn Trung Trực là một trong những người yêu nước tiêu biểu và đặc biệt. Ông đã tham gia chống Pháp từ những năm đầu tiên Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam với hai chiến công lừng lẫy, đốt cháy Tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Nhật Tảo và trận đánh tiêu biểu, diệt đồn Rạch Giá, Kiên Giang. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết về thân thế và sự nghiệp của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về vị anh hùng này nhé! Một, anh hùng Nguyễn Trung Trực là ai? Anh hùng Nguyễn Trung Trực sinh năm 1839, mất năm 1868. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ, Việt Nam. Sinh ra dưới thời Minh Mạng, thuở nhỏ ông có tên là Trơn, và cũng từ tên Trơn ấy cộng với tính tình ngay thật nên ông được thầy dạy học đặt thêm tên hiệu là Trung Trực. Ông xuất thân trong một gia đình phải trải lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ. Năm 1861, hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp, ông chiêu mộ số đông nông dân nổi dậy đánh phá các đồn Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An, lập được nhiều chiến công nên được triều đình Huế phong chức quản cơ. Thời còn trẻ, ông giỏi cả văn võ, nhưng nổi bật nhất là võ nghệ. Năm 16 tuổi đã tỉ thí võ đài ở địa phương. Cuối thế kỷ 18, ông cùng người em trai là Nguyễn Văn Trung vào lập nghiệp tại hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, thôn Bình Nhật, Tổng Bình Chánh, huyện Thuận An, trấn Phiên An. Do xuất thân nghề làm biển, nên vào đây, gia đình ông cũng làm nghề trải lưới và hình thành xóm nghề. Thôn Vĩnh Hội cùng các thôn Vĩnh Lạc, Vĩnh Lại, Vĩnh Lợi, huyện Phủ Ly nằm dọc ven biển. Đại bộ phận cư dân đều theo nghề cá, cung cấp cá ăn hàng ngày cho các vùng xung quanh đến tận chợ Phủ Ly nên đã hình thành câu ca dao. Bà cò đi chợ Phủ Ly, đừng mua cá cử làm chi tốn tiền. Cũng theo lời kể thì ông có người vợ tên là Lê Kim Định, còn có tên là bà Điều. Bà Điều là người đã từng theo sát ông trong suốt thời gian chống Pháp ở Kiên Giang khi ông Trực lui quân về Phú Quốc. Bà Điều cũng ra Phú Quốc cùng chồng kháng chiến chống Pháp. Lúc này, bà vừa mới sinh được một người con trai. Do mới từ đất liền ra, căn cứ chưa kịp xây, quân Pháp đã tiến đánh. Ông Trực phải chia nghĩa quân thành hai cánh, lùi về Bắc đảo phục kích quân Pháp. Bà Điều chỉ huy một cánh quân đóng tại sông Cửa Cạn nhằm khiêu khích nhử quân Pháp từ biển theo đường sông tiến sâu vào đảo. Cánh quân kia do ông Trực chỉ huy mai phục cặp sông nhằm bất ngờ đánh úp. Để an toàn cho đứa con mới chào đời, bà Điều đã giao con cho ông Trực trông giữ. Thực dân Pháp tấn công đúng lúc thủy triều xuống, tàu nghi binh của bà Điều bị mắc cạn. Tuy vậy, bà Điều vẫn bình tĩnh, chỉ huy nghĩa quân vừa chiến đấu vừa cho người bơi cát để tàu rút vào nhánh sông. Khi hay tin đoàn thuyền của bà Điều mắc cạn, ông Trực vội vã giấu con trai vào một bọng cây cổ thụ rồi chỉ huy nghĩa quân ra giải cứu. Khi ra đến cửa sông thì bà Điều đã hy sinh. Ông Trực phải tạm an táng bà ở gần đó. Bị quân Pháp đánh ác liệt, ông Trực phải rút lui về gành dầu. Tương truyền khi để con lại trong bọng cây, ông đã đặt vào một nải chuối vàng làm dấu. Nghĩa quân của ông Trực sau đó giả dạng ngư dân vượt qua vòng vây của quân Pháp trở ra cửa sông để tìm con trai của ông, nhưng không còn dấu vết. Đến nay, nhiều ngư dân ở Cửa Vạn vẫn thường đến thắp nhang cho một ngôi mộ cổ ở cửa sông trước khi đi biển dài ngày. Dân gian kể rằng, vào những đêm trăng sáng, nhiều người thường thấy một chiếc tàu cổ gần khu vực ngôi mộ. Trên tàu đó có tiếng người phụ nữ du con. Những ngư dân nhìn thấy con tàu khấn nguyện thành tâm sẽ có chuyến đi biển thuận buồm xuôi gió và trúng nhiều mẻ lưới lớn. 2. Nguyễn Trung Trực, kế hoạch đánh Tàu Hy Vọng. Tháng 2 năm 1859, thực dân Pháp tấn công vào thành Gia Định. Ông Trực đã tham gia vào đội nghĩa binh kháng chiến và được cử về hoạt động chống Pháp trên địa bàn phủ Tân An và phối hợp tác chiến với Trương Định. Được sự giúp đỡ của hương chức làng Nhật Tảo,
ông đã bố trí một kế hoạch để đánh tàu Hy vọng, pháo hạm L'Espérance của quân xâm lược Pháp đang hoạt động trên Nhật Tảo. Pháo hạm L'Espérance là tàu gỗ được bọc đồng, chạy bằng hơi nước, có thể ra vào những luồng lạch cạn, được trang bị một đại bác và nhiều vũ khí đa năng, là một trong những tàu thuộc hạng bậc nhất của Hải quân Pháp lúc bấy giờ. Tham gia trong trận chiến này có anh hùng Nguyễn Trung Trực và các phó quản binh Hoàng Khắc Nhượng, Võ Văn Quang, quản toán Nguyễn Học, lương thần Hồ Quang cùng 59 nghĩa quân cảm tử. Sáng ngày 10 tháng 12 năm 1861, sau khi bố trí lực lượng phục kích trên bờ, nghĩa quân phân tán lên các thuyền nhỏ, giả làm thuyền buôn, tiến sát vào pháo hạm L'Espérance của địch và bất thần nhảy lên tiêu diệt. Sau khi làm chủ được chiến trường, nghĩa quân lấy búa phá tàu giặc nhưng không phá được nên đổ dầu, châm lửa đốt cháy tàu. Không kịp trở tay, toàn bộ lính Pháp bị tiêu diệt. Chiếc tàu dần chìm xuống đáy sông. Sau trận đốt cháy pháo hạm L'Espérance của thực dân Pháp, Triều Đình Huế đã phong cho ông Trực chức quản cơ và hậu thưởng cho nghĩa quân. Sau đó, ông cùng với nghĩa quân vẫn tiếp tục chiến đấu trên địa bàn Gia Định, Biên Hòa. Khi hòa ước Nhâm Tuất đã ký vào năm 1862, ba tỉnh miền Đông rơi vào tay thực dân Pháp. Anh hùng Nguyễn Trung Trực rút quân về hoạt động ở ba tỉnh miền Tây. Năm 1867, ông về lập căn cứ chống Pháp ở Hòn Trông, Rạch Giá. Ở đó, sau khi nắm được tình hình của đối phương và tập trung xong lực lượng, trong đó có cả Hương Chức, nhân dân Việt, Hoa, Khmer cùng tham gia. Trận tập kích đồn Rạch Giá, ông là thủ lĩnh nghĩa quân duy nhất ở đất Nam Kỳ đánh chiếm lại được đồn trung tâm tỉnh Lỵ sau tháng 8 năm 1867, khi thực dân Pháp thôn tính ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Đêm 16 tháng 6 năm 1868, anh hùng Nguyễn Trung Trực cùng với nghĩa quân đánh úp đồn Rạch Giá. Tại đây có Trung úy Sauton chỉ huy. Trận đánh đã diễn ra vô cùng ác liệt. Kết thúc trận đánh, nghĩa quân chiếm được đồn, tiêu diệt 5 viên sĩ quan Pháp, 67 lính, thu được nhiều vũ khí, đạn dược, làm chủ Rạch Giá. Đây là lần đầu tiên lực lượng nghĩa quân đánh đối phương ngay tại trung tâm đầu não của tỉnh. Thực dân Pháp phải điều động quân đội, vũ khí hạng nặng từ Vĩnh Long sang tái chiếm Rạch Giá. Ngày 21 tháng 6 năm 1868, Pháp phản công. Nghĩa quân của ông quá chênh lệch so với quân Pháp, vũ khí lại thô sơ nên phải rút về Hòn Trông, rồi chạy ra đảo Phú Quốc lập căn cứ tại cửa cạn nhằm chống Pháp lâu dài. Thực dân Pháp tiến đánh Phú Quốc, nghĩa quân chống cự quyết liệt. Cuối cùng chúng phải dùng thủ đoạn bắt mẹ của ông làm con tin. Ngày 19 tháng 9 năm 1868, anh hùng Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp bắt rồi bị đem về Sài Gòn. Chúng dụ dỗ ông đầu hàng nhưng không thể lay chuyển được khí tiết của vị anh hùng. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, thực dân Pháp đưa anh hùng Nguyễn Trung Trực về Rạch Giá và xử tử ông tại đây. Trước giờ hành hình, ông Nguyễn có một bài thơ tuyệt mệnh như sau: Thư kiếm tủng nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyển. Anh hùng nhược ngộ vô dung địa, báo hận thâm cửu bất đái thiên. Tục truyền rằng ông bị chém, nhưng ông không để đầu rơi xuống đất. Hai tay ông nâng lấy đầu mình, đôi mắt ông chiếu thẳng vào tên đao phủ, khiến hắn hốt hoảng hộc máu chết ngay tại chỗ. Bọn lính Pháp bồng súng đứng sắp hàng ở pháp trường hãi hùng, nhìn tránh đi nơi khác. Người dân Cần Đước, Long An xác nhận rằng đôi mắt vẽ trên mũi ghe Cần Đước là đôi mắt đầy khí phách của người anh hùng dân trài trong giờ phút cuối cùng này. Ông hy sinh khi mới 31 tuổi. Anh hùng Nguyễn Trung Trực hy sinh để lại tấm gương anh hùng bất khuất và một câu nói bất hủ: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. 3. Anh hùng Nguyễn Trung Trực trong tâm thức dân gian Nam Bộ. Cùng những tư liệu nghiên cứu của các nhà sử học về những chiến công hiển hách của Nguyễn Trung Trực trong lịch sử, ông là một người có thật đã được người dân huyền thoại hóa bằng các câu chuyện thần kỳ như cưỡi ngựa ra biển, lấy tay hứng đầu khi đầu bị chém, nhằm ca ngợi, thiêng hóa một nhân vật anh hùng mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Việc người dân Nam Bộ đưa ông Nguyễn Trung Trực vào đình thờ với tư cách là vị thần chính đã thể hiện tấm lòng kính trọng, thương yêu của mọi người đối với vị anh hùng dân tộc. Ông được kính trọng đến mức
kiêng gọi tên, mà gọi là ông hay ông Nguyễn. Ông còn được xem là vị thành hoàng của làng, nên có đình mặc dù đã có tên gọi chính thức, nhưng do trong đình có thờ ông Nguyễn Trung Trực, nên người ta gọi là đình Nguyễn Trung Trực. Chân dung lịch sử xin được mượn những vần thơ sau để khép lại video của ngày hôm nay. Quê nghèo dốc sáu thôn Vĩnh Hội, cát hải vạn trài trài gió sương, phù cát ngàn trùng khơi biển lộng, Bình Định vô nam vạn nẻo đường. Quê cha đất tổ miền gió cát, định cư lập nghiệp trấn phiên an, đất mới sinh ra người hổ tướng, Trung Trực anh hùng trải lá gan. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng sống mãi trong lòng dân. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.